Hello anh Vũ. Mấy cái trường. Ừ, hôm qua bảo cô là 9, cô dặn 10 giờ nhưng em bảo 9 giờ mà. Quên à? Quên trường 10 giờ. Xem lại clip đi. Cô sáng nay cô vẫn sợ là nhầm, thế là cô xem lại clip học hôm qua thì em bảo là 9 giờ học. Ok thôi không sao. 9 giờ thì kiểu cô vừa bảo bác giúp việc cho cô về, thế là bây giờ có cả em bé thôi không sao, nào mình học nhá. Em đã mua được sách textbook 7 chưa? Tám À, textbook 8 chưa? Ok, được rồi. Mình học nốt cái textbook 7 rồi. Cô bị ốm ấy chứ. Hôm nay cô mới đỡ đỡ. Nhưng mà không học thì sợ là quên. Ok. Cái unit mà mình đang học là unit đọc tên cho cô, đọc tên lại cho cô. Anh Vũ. An overcrowded room đúng không? Overcrowded. Ok, được rồi. Nào kiểm tra từ mỗi một chút. Phong phú đa dạng tiếng Anh là gì? Diverse. Ok. Môi trường tiếng Anh là gì? Environment. Environment. Đọc rõ lên. Lại đọc kéo dài âm rồi nha. Tiếp theo cô hỏi từ khu ổ chuột tiếng Anh là gì? Ok. Thế dân số tiếng Anh là gì? Dân số. Quên rồi à? Bắt đầu một chữ P. Population. Được chưa? Sao từ dễ nhất thì lại quên thế? Rõ chưa? Ok, nào, cô chia sẻ màn hình nhá. Học nốt cái unit này vậy. Hôm sau cố gắng mua sách cho cô nhanh Vũ nhá. Ừ. Nào xem nha. Đợi cô một chút. Ok, học nha. Em nhìn thấy màn hình của cô chưa? Rồi. Ừ. Hôm trước mình học đến bài này rồi đúng không? Ok, em làm bài này ở nhà chưa? Bữa nay em làm rồi mà cô. Em làm lúc nào? Em nộp rồi Em à? có gửi em mà. Ừ, để cô check. Em gửi với cô ấy. Ok, từ thứ nhất là heaven. Sau đây là heaven view hả em? Ngữ là gì? Chủ ngữ câu trần thuật là gì? Hả? Nhìn vào câu. We đúng không? To lên, là bé quá. Được chưa? Thì ở bên đây cũng phải là we chứ em. Nó phải là heaven we chứ. Được chưa? Nó phải là heaven we chứ sao lại là heaven you. Nào đây là đáp án của cô. À nhầm. Thứ hai này. Cái này không phải là thi tại hoàn thành. Em nhầm mất rồi. Em nhìn vào đây. We have. Sau have là danh từ. Chính vì thế từ have có nghĩa là có. Và nó là thi hiện tại đơn. Mà thi hiện tại đơn chọn động từ của nó. Chủ yếu là we chọn động từ của nó phải là do chứ. Thế vậy vế đầu là khẳng định, vế sau là phủ định thì phải là don't chứ, don't we cho em, chứ nó có phải là thì hiện tại bạn thấy đâu mà em lấy cái từ cái từ để hỏi của vế khác question là have hả em, nhớ chưa?
Wow. Em đang gặp một lỗi đó chính là em chưa xác định được đúng thể. Em chưa xác định được đúng thể thì thành ra là chợ động từ em lấy ở vế câu hỏi đấy đuôi sẽ bị sai. Được chưa? Em lấy ở câu hỏi đấy đuôi sẽ bị sai. Được chưa? Chính vì thế cái này phải là đôn quy, anh Vũ có hiểu không? Để cô giải thích lại. Có hiểu không? Cô giải thích lại lần nữa nhá. Được chưa? Lần này là lần cuối cùng cô dạy về task question. Và cô mong em sẽ nhớ. Đầu tiên này, lưu ý chỗ cô. Vế trần thuật là vế trước câu hỏi. Vế trước cái vế câu hỏi lấy đuôi là khẳng định thì lấy đuôi sẽ là phủ định và ngược lại. Nghĩa là nếu mà câu trần thuật phía trước là phủ định thì lấy đuôi là khẳng định. Được chưa? Thứ hai, lấy đuôi nó là thì gì? Thì sẽ sử dụng trợ động từ ở thì đó để làm cái từ đầu, cái trợ động từ của câu hỏi lấy đuôi. Ví dụ, nó ở thì hiện tại thì câu hỏi lấy đuôi sẽ dùng là don't hoặc doesn't. À, nhập do hoặc does và thêm khẳng định phủ định tùy theo cái câu hỏi trần thuật. Được chưa? Tiếp theo câu hỏi ở quá khứ. Quá khứ thì nó sẽ sử dụng là did. Được chưa? Tương lai thì sẽ sử dụng là will. Được chưa? Và tiếp theo này có một là gì nhỉ? Tương lai thì đến quá khứ. Quá khứ là did rồi. Hiện tại và học các khi hoàn thành thì sẽ là have hoặc had. Tiếp theo nếu có các động từ khuyết thiếu. Động từ khuyết thiếu là gì? Động từ khuyết thiếu là should, may, might, can. Thì lúc đó em sẽ sử dụng cái từ những cái đợt, chính cái những cái từ động từ những cái từ khuyết thiếu đó, động từ khuyết thiếu đó làm cái vế thứ hai, làm cái động từ câu hỏi lấy đuôi. Ví dụ ở đây chúng ta có câu 4 should, và ở đây là khẳng định, như vậy vế thứ hai sẽ chuyển thành shouldn't we. Em có hiểu không Rồi. nào? Cô cho tiếp đáp án theo đúng không nào? Tiếp theo này, didn't you, đúng rồi, weren't there, đúng rồi, shouldn't we, đúng rồi, và don't they. Thế tại sao câu một lại sai thế hả? Câu một bị nhầm ở chỗ nào hả? Nhưng mà sau Have tưởng nó là hiện hoàn thành này. rồi. Ok, lần sau chú ý nhá. Sau have mà nó là danh từ thì nó phải là gì? Hiện tại chứ have lúc đấy nó có nghĩa là có, được chưa? Nào, để ôn tập thì em hãy xem, để ôn tập lại cái top question lần cuối thì cô sẽ cho em xem một cái đoạn clip này. Ôi, sao chuột nó bị đơ rồi. Thế rồi, màn hình bị đơ rồi. Tiếp theo là sao nó bị đơ ấy nhỉ? Tiếp theo cái yêu cầu nữa là nối câu hỏi với câu trả lời anh Vũ chưa làm, đúng không? Bị miss Tôi không? Em đã nối câu hỏi với câu trả lời đúng không? câu trả lời anh nói đã có làm rồi. Chưa đúng không? Cô nhìn đây thì cô thấy mũi là đang là mũi lấy đuôi thôi, chưa có động từ hay là chưa có câu trả lời. À có rồi, em có rồi đấy. Đây em viết bên cạnh. Câu 1 là A đúng, câu 2 là E đúng, câu 3 là C đúng, câu 4 là D đúng và câu 5 là B. Rất tốt. Nào bây giờ đọc cho cô. Nhìn vào cái đáp án của cô và đọc cho cô nghe. More this year, don't we? No, there are few Anh Vũ ơi, than sao cô không nghe thấy gì last nhở? Nào con đọc lại đi. Câu 1 year. We have more tourists this year, don't nhá. we? No, there are few than last year. You got stuck in a traffic jam on the way home, didn't you, Mom? Yes, on the way, dear. There will be a solution to this
shortage of clean water were there. I hope there will. We should do something to reduce poverty, shouldn't we? Yes, we should, but how? Big cities suffer more from air pollution, don't they? Yes, they do. Particularly big city in China. Ok, chúng ta sẽ có từ các từ ở đây này. Đầu tiên là từ solution, có nghĩa là gì? Đó là giải pháp, ghi vào solution, giải pháp. Rồi. Tiếp theo này, câu hỏi từ shortage có nghĩa là gì? Shortage có nghĩa là gì? Dạo này từ mới có vẻ là hơi yếu nhỏ. Shortage là gì? Short là ngắn đúng không? Đúng không? Shortage là sự thiếu hụt, ghi vào. Sự thiếu hụt. Đi chưa? Rồi. Tiếp theo không có từ reduce ở câu 4. Reduce có nghĩa là gì? Reduce có nghĩa là gì? Reduce có nghĩa là gì nhỉ? Reduce là giảm, ghi vào giảm. Reduce poverty là giảm sự nghèo khó. Ghi đi, ghi vào về nhà nhớ học thuộc, hôm sau cô lại kiểm tra nhá. Sự giảm, nhầm, giảm. Hả? Sao em? Giảm, giảm ấy, giảm xuống ấy, hiểu không? Hiểu không? Vâng. Tiếp theo từ cuối cùng cần lưu ý ở đây là từ suffer. Câu 5 chúng ta có từ suffer. Suffer nghĩa là gì? Đó là chịu đựng, ghi vào suffer, chịu đựng, động từ. Suffer from là chịu đựng từ cái gì đó. Ok. Thế vậy thì big city suffer more from air pollution, có nghĩa là những thành phố lớn chịu thiệt hại nặng nề từ ô nhiễm không khí, được chưa nào? Ok. Nào bây giờ xem lại một cái clip tổng quát về task question nhá. Nào, đây là một clip của British Council, Hội đồng Anh. Cố gắng xem và hiểu nhá. Nào, xem này. What time is it? Oh, hi, Mum. It's a bit early, isn't it? Oh, yes, I suppose it is. Look, Ollie, I've got to ask you a really huge favour. Slow down, Mum.
I'm not awake yet. Sorry, love. It's just that I've got a bit of a problem. I've broken down. Hang on. You're in a desert in the middle of Australia, aren't you? It's not exactly a desert, you know. It's called the Outback. Mum, it's really dangerous to get stuck out there. It's not so bad. But I need you to find someone in Alice Springs who will come and get me. Tell them that I'm about 2 hours away on the Stuart Highway, south of Alice. I can't look for information because there's no mobile coverage here and I can't get the internet. So how are you phoning me? On my satellite phone, of course. What's going on? Mum isn't in trouble, is she? Yes. No, I'm fine. I've got plenty of food and water. But it must be really hot out there. Oh, we told you not to drive in the Outback on your own, didn't we? Listen, you two, I'm absolutely fine. I just need a bit of help with a phone call. These things happen when you travel independently. You can't expect to see the world without a few little problems. Uh-oh, I can feel the travel versus tourism lecture coming on. That's enough from you two. Ollie, the satellite number is on the fridge. Give me a call when you've arranged something. Okay, Mum. It's your phone bill. Keep cool. I'll try. Bye, loves, and thanks. I think she might be getting a bit old for this sort of travelling, don't you? Nah, she'll be okay. She's a lot tougher than you or me. I can't imagine her doing anything else, can you? Nào, em có hiểu cách người ta sử dụng cái các thao question trong cuộc sống chưa? Ví dụ hỏi bạn em là cậu là Phương à? Cậu, em biết thừa là bạn em tên là Phương, nhưng em vẫn hỏi là bạn mới quen tên là Phương, em hỏi là cậu tên là Phương à? Đúng không? Thì you are Phương, aren't you? Có hiểu không? Đó. Nào, tiếp nha. Nó dùng để nhấn mạnh người ta. Đó, tiếp này. Nào, làm bài tập 3 cho cô. Look at the situation and complete the effects with more, fewer or less. Cái này thì lại ôn tập lại một chút về cái các kỹ năng so sánh đối với lượng từ. Và chính là more, fewer và less. Được chưa? Thì nhớ cho cô, hơn cái gì đó hơn cái gì. Được chưa? Hay là cái gì hơn, nhiều hơn cái gì đó. Thì chúng ta sử dụng more với cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Còn đối với fewer và less có nghĩa là ít hơn. Thì fewer đi với danh từ đếm được và less đi với danh từ không đếm được. Em đã rõ chưa? Cô nhắc lại thì em đã rõ chưa? Ừ. Ok, nào bây giờ làm bài tập 3 cho cô. Điền more, fewer hoặc less vào các câu 1, 2, 3 hoặc 4. Được chưa nào? Em làm đi. Cô, từ factory là gì? Factory đó là nhà máy. Được chưa? Local là địa phương, local people là dân địa phương, người dân địa phương, factory là nhà máy. Rõ chưa? Bring. Bring có nghĩa là mang lại. Mang lại. Được chưa? Làm đi. Em sẽ phải đúng, em phải dịch đúng nghĩa xem là cái này câu này cần nhiều hơn hay ít hơn sau em xác định danh từ của nó. Nếu mà nhiều hơn thì không cần phải xác định danh từ, bởi vì lúc nào nó cũng là more. Còn nếu là ít hơn thì danh từ đếm được là fewer, danh từ không đếm được là less. Hiểu chưa? Ok, làm đi. Thank you.
Cô em đi vệ sinh không? Ok em đi đi.
Anh cũng vào lại chưa con? Quay lại cho anh Vũ. Quay lại chưa con? Nào làm xong chưa? Là cô chưa rồi. Rồi. Nào cô chữa nhá, câu số 1 điền gì? Một điểm mơ. Đúng rồi. Câu số 2. Câu số 2 là mơ. Đúng xác, câu số 3. Let's more chứ. These people, we need more water and electricity. Có nghĩa là gì? Cái nhà máy này đem tới nhiều, nhiều thứ nhất này. Câu 1 này, nhà máy đem tới nhiều công việc cho những người dân địa phương này. Số 2 này, nhiều người sẽ đến đây để làm việc ở tại nhà máy. Số 3 này, những người này sẽ cần nhiều nước và điện hơn. Hồi hơn này. Là nhiều nước rồi nhiều điện chứ, đúng không? Câu số 4. Câu số 4. Let's use space không đếm được nha. Space là không gian, không đếm được. Nhớ nha. Space không đếm được thì ở đây phải cần là list chứ không phải là fewer. Fewer đi với danh từ đếm được. Con đã rõ chưa? Nào thoát ra vào lại cho cô. Thoát ra vào lại giúp cô.